Trước thì cháu làm pha chế nước cà phê đồ á, tìm liên lạc hoài không có thông tin cháu gì hết, mà cúp điện thoại luôn, cháu cúp điện thoại luôn. Hôm con gái anh đi á là đi làm, mà đi bằng phương tiện gì? Đi Honda. Xe cháu lấy Honda. Xe bằng xe gì? Quay 110. Quay 110 biển số đen. Nửa nước biển số là 99354. Biển 9. Xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Thì hôm nay công Trần đã tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một anh trai về đây để nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như công Trần để tìm kiếm người con gái mất tích của mình các bạn. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép, xin chào anh. Dạ anh có thể nói rõ là anh họ tên là gì không ạ? Tôi tên Nguyễn Thanh Hải. Dạ, trai của đứa bé Nguyễn Đỗ Bích Quyền. Nguyễn gì ạ? Nguyễn Đỗ Bích Quyền. Nguyễn Đỗ Đức Quyền. Bích Quyền. Bích Quyền. Dạ, con gái năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay gái 27 tuổi. 27 tuổi. Rồi, anh có thể nói rõ là con gái của anh tại sao mà mất tích mà đến giờ phút này anh về đây nhờ sự giúp đỡ của mọi người ở đây? Lý do gì cháu nó đi làm nhưng mà đi mà không biết lý do. Sáng thì cháu vẫn ở nhà thì làm thường, tối cháu đi là cháu đi luôn mà không quay về nữa. Rồi, anh có thể nói rõ là con gái của anh hiện nay đang làm công việc? Cháu lúc trước thì cháu làm pha chế nước cà phê đồ á, làm quản lý pha chế nước cà phê đồ. Gọi là con gái anh trước đây đã học và làm pha chế quản lý quán cà phê. Công việc có tốt không anh? Ổn không? Công việc thì ổn. Vậy là con gái anh đi đến nhập phút này là bao nhiêu ngày rồi? Đi từ tháng 1 tính tháng 9 cái này. Đi từ tháng 1 đến tháng 9 này. Từ mùng 1 tháng 9 từ 12 tháng 1 ngày 12 tháng 1 mà bữa nay là đến 6 tháng 9 rồi, không biết tin tức cháu ở đâu. 12 tháng 1 năm mấy anh? Năm 2 đầu năm là 22 luôn. Là gọi là con gái anh đi từ đầu năm đến giờ phút này đúng không ạ? Từ tháng 1 mà bây giờ tháng 9 rồi, gọi là 8-9 tháng nay trời. Hiện nay thì anh có thông tin gì về con gái anh không ạ? Đi tìm liên lạc hoài không có thông tin cháu gì hết, mà cúp điện thoại luôn, cháu cúp điện thoại luôn. Điện thoại luôn. Con gái nhà đã có gia đình chưa? Có chồng có con chưa? Chưa có chồng con hả? Chưa có chồng con. Vậy là trước đây biểu hiện con gái nhà trước khi đi mất tích ấy là nó có gì bất thường không anh? Không có gì bất thường, gì cháu vẫn lo làm ăn đàng hoàng, không có gì bất thường hết. Vậy là bé không có gì bất thường. Gia đình mình có xích mích gì có không? Có la gầy, không xích mích gì hết. Vậy là bé xuất phát mất tích ở thời điểm mà ở đâu anh có biết không? Cháu đi ở nhà tối rồi cháu đi luôn. Bé đi khoảng mấy giờ anh? Rồi sáng cháu đi làm cháu đi luôn. Sáng là đi làm là đi không luôn. Quay về luôn. Không quay về. Giờ phút này thì anh đã báo công an hay là anh có báo công an phường? Cũng chưa thấy cái tin tức gì. Anh báo lâu chưa? Báo cũng 2-3 tháng nay. Mới báo 2-3 tháng nay. Anh có tin là bé gái nhà anh có thể là quen biết bạn trai nào đó và đi đâu sống chung ở đâu không? Có gặp bạn trai nó thì bạn trai nó cũng không có biết tin tức luôn. Bây giờ bạn trai hiện nay là đang ở đâu anh? Đang ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp là anh cũng đã tìm kiếm, cũng có tìm kiếm bạn trai luôn, bạn trai không biết, không có tin tức luôn, mà bạn trai cũng điện thoại cũng không liên lạc được luôn. Bạn trai có đi tìm không? Có đi tìm mà không liên lạc được. Bạn trai cũng cùng gia đình phối hợp cùng gia đình để đi tìm con gái, cũng như bạn gọi là bạn gái đúng không ạ, mà không có thấy thông tin gì. Hiện nay mọi thông tin các thông tin đều bị cắt đứt hết. Bị cắt đứt hết bên nào? Anh đang nghi ngờ con gái anh hiện nay đang ở đâu? Anh hiện tại giờ đang nghi ngờ cháu bị ai túng chế điện thoại hoặc là không ở trong thành phố nữa. Cháu không có điện thoại liên lạc được, mà ở nhà cha mẹ điện thoại cũng không được. Cũng đang nghi ngờ chắc cháu cũng bị đưa qua đâu không ở thành phố. Hôm con gái anh đi ấy, là đi làm, mà đi bằng phương tiện gì? Đi Honda. Cháu lấy Honda. Xe bằng xe gì? Quay 110. Quay 110 biển số đen. Biển số là 99354. Biển 99354. 99. Số đầu là bao nhiêu anh? Mã phụ là biển ở đâu? Bình Thạnh, 59X Bình Thạnh. 59X ở Bình Thạnh. Xe màu xanh. Xe màu đen. Xe màu đen. Xe quay Alpha. Quay Alpha 110. Con gái anh có mang theo điện thoại không? Nó đi thì nó đi làm thì nó mang điện thoại. Điện thoại gì anh? Điện thoại Samsung. Samsung ha. Và đến giờ phút này 8-9 tháng trời, từ tháng 1 đến giờ phút này rồi thì tưởng nó đi làm nó đi về thôi,
cũng đợi tuần lễ sau mà tụi nó đi theo bạn bè đi làm xa, rồi tụi nó đi về nhà cũng không thấy tin tức. Anh đã nhờ những người bạn bè của con gái anh đi tìm kiếm hoặc là để xem hỏi thêm thông tin chưa anh? Có nhờ bà con dòng họ hàng đi tìm thì đi qua quả bên ngoại, rồi tưởng ở bên ngoại nó cũng không có, tìm hết cũng không có, tìm hết tưởng ở bên ngoại đó thì điện thoại bên ngoại ngoại nó đâu có về đây ở đó. Yeah. Có tìm bên ngoại không? Tìm hết rồi. Yeah. Vậy là bây giờ cái thông tin là con gái anh tuổi đời thì cũng không phải là nhỏ nữa. Yeah. Đúng không ạ? Năm nay cũng hai mấy, gần 30 tuổi rồi. Bé này, hiện nay thì vẫn chưa có gia đình luôn hả? Chưa. Yeah. Công việc trước đây của bé thì thu nhập ổn định hay không anh? Thì công việc của bé là làm tháng 6 ở triệu. Thì cháu thì làm trong ngành pha chế, quản lý quán cà phê đồ. Vậy là tiền bạc hay là lương lậu thì về bé không đưa cho không có lấy, cho cháu tự quản lý lấy. Cháu làm được thì quản lý. Vậy là bé đi làm bao nhiêu năm nay rồi anh? Làm cũng 60 năm. 60 năm. Nếu 60 năm mà bé dành dụng số tiền nếu như vậy thì bây giờ cũng rất lớn, không phải là nhỏ. Mà cũng phải vài trăm triệu rồi. Thì cháu làm này cháu tự xài, tự sống với lớn rồi. Gia đình không có lấy tiền của cháu. Anh có hỏi thông tin là bé hiện nay còn dư được dư bao tiền, anh có mà gia đình bao giờ hỏi không? Không, anh không có hỏi thì cũng hỏi cháu là làm ăn sao thôi. Yeah. Công việc làm ăn sao thì cháu vẫn trả lời làm ăn ổn. Yeah. Chỉ hỏi cháu vậy thôi. Yeah. Chứ không lấy tiền bày của cháu, vậy cháu lớn rồi cuộc sống của cháu cho cháu bị lo luôn. Chứ cũng không có đòi hỏi là phải đưa tiền. Không, không đòi hỏi đưa tiền gì cho bộ gia đình. Yeah. Bây giờ cái thông tin như vậy thì nó là cũng rất khó, bởi vì bé mất tích cũng rất lâu rồi. Hiện nay thì cũng rất nhiều gia đình đến đây cầu cứu, nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như công Trần đăng tải và một số anh em đi tìm kiếm thông tin. Thì được biết là rất nhiều bé đã bị bán mua chuộc sang bên Trung Quốc hoặc sang bên Campuchia. Thế vì vậy cho nên là rất nhiều các trường hợp nó là tìm hoặc đưa về để cứu giúp bé gặp rất nhiều khó khăn. Không những vậy, còn rất nhiều các bé gái đã bị mua chuộc, bị đẩy vào các quán cà phê ôm hoặc các quán cà phê gọi là trá hình mại dâm đó. Thì cũng đang là coi như là nghi ngờ là cháu bị đưa qua hoặc ở Tây Ninh hoặc Campuchia gì bên đó gì vậy, cắt liên lạc luôn mà. Yeah. Nếu mà cháu mà ở đây thì cháu phải liên lạc về. Yeah. Mà điện thoại hoài mà cháu không liên lạc về rồi coi như là cháu sống ở ngoài vùng cũng sống. Anh có thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện cho những có số mẹ cháu thường xuyên nhắn tin điện thoại mà liên lạc không được. Yeah. Vẫn không chưa bao không gọi được. Không bao giờ được. Yeah. Anh có lời nói nào để anh chia sẻ rõ để cho con gái của anh biết được thông tin gia đình và đang vô cùng hoang mang đi tìm kiếm cũng 7, 8, 9 tháng nay rồi, để cho con gái anh biết được thông tin, cố gắng tìm cách để liên lạc với gia đình để gia đình biết được cái thông tin được không ạ? Bữa nay là coi như là ba lên một nhờ mấy chú ở hiệp sĩ đường phố Thanh Hải lên cái video này, con gặp được cái video này thì ba thì nhờ mấy chú đi tìm con, thì con đọc coi được video này thì con liên lạc cho ba gấp, cho mấy chú gấp để mấy chú tìm kiếm đưa con về để ba mẹ, thì cha mẹ cũng đang mong chờ tin con có gì ấy, con đi việc điện thoại cho mấy chú chứ con đừng có là trốn tránh như vậy nữa, có gì liên lạc liền cho ba mẹ. Thì ba cũng nhờ mấy chú hiệp sĩ đường phố Thanh Hải đi tìm con, mong con sớm coi được tin tức này, con liên lạc mấy chú và ba mẹ để biết tin tức con ở đâu. Anh có điều nào muốn chia sẻ, muốn nhờ cộng đồng mạng, các cô chú anh chị quý khán quý giả để xem được cái video này? Hy vọng là mọi người chia sẻ nhiều, lan tỏa nhiều để con gái anh sớm biết được thông tin, sớm gia đình sớm nhận được thông tin về con gái. Cũng mong cộng đồng mạng chia sẻ là các cô chú anh chị em coi được cái cộng đồng mạng này, gặp được tin tức gì của con gái tôi thì mong liên lạc dùm cho nhóm hiệp sĩ đường phố Thanh Hải để tìm kiếm con tôi dùm, và còn tôi không cảm ơn tất cả rất nhiều. Mong các bà con và anh chị em tìm kiếm dùm và nhìn được hình ảnh của cháu thì liên lạc dùm cho đội hiệp sĩ Thanh Hải trên đường phố.
anh có thể nói rõ lại là con gái anh họ tên là gì và nguyên quán ở đâu và sinh năm ngày tháng bao nhiêu ạ? Con bé là Nguyễn Đỗ Bích Quyền, sinh ngày 29 tháng 8, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1995, quê giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhà ở thành phố Hồ Chí Minh không đâu xa hết. Thì mong các anh chị em trên đường phố này, nếu mà được coi được cái ảnh video tôi đăng trên đây, các anh em hiệp sĩ đường phố đăng trên đây, thì mong liên lạc dùm cho anh em hiệp sĩ đường phố Thanh Hải để tìm kiếm giúp con đưa dùm tôi. Xin cảm ơn. Rồi, em cũng không biết nói nhờ, xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh rất nhiều. Kính chúc anh cùng với toàn thể gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì có thông tin chính thức về con gái của anh để phản hồi về cho gia đình nhà biết tin ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi, Trần thì xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.